thích nhất hạnh, bậc chân tu gieo hòa bình và yêu thương khắp thế gian. Thiền sư Thích Nhất Hạnh được xem là vị lãnh tụ tinh thần được cả thế giới kính trọng. Người phương Tây gọi ông một cách trân trọng là thầy. Người Việt Nam lại gọi ông với cái tên triều mến là Sư Ông Làng Mai. Nhiều Phật tử coi ông như bụt sống. Ông không chỉ là một bậc chân tu mà còn là nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động xã hội và xây dựng hòa bình. Từ những năm 70 của thế kỷ trước, thiền sư đã được đề cử giải Nobel Hòa Bình. Và quả thực, ông là một sứ giả hòa bình với sứ mệnh gieo yêu thương, hướng chúng sanh đến cõi thiện, giúp con người có được sự an yên giữa cuộc sống bộn bề lo toan và hờn trách. Kiến thức uyên thâm. Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh ngày 11 tháng 10 năm 1926 tại Thừa Thiên Huế. Ông có tên khai sinh là Nguyễn Xuân Bảo. Ông nói rằng từ nhỏ ông đã thấy hạt giống của Phật Tổ nảy sinh trong mình. Trả lời phóng viên Don Latin về thời thơ ấu, ông nói: những ngày đi học ở trường làng, ông cùng bạn bè đi xin từng nhà mỗi chén gạo để cứu đói cho dân chúng. Nhưng họ cũng phải sớm quyết định rằng ai được ăn và ai không vì không đủ gạo. Năm 1942, Thiền sư Nhất Hạnh khi đó 16 tuổi xuất gia tại chùa Từ Hiếu của Huế. Thiền sư tốt nghiệp Viện Phật học Bảo Quốc, tu học thiền theo trường phái Đại Thừa của Phật giáo và chính thức trở thành nhà sư vào năm 23 tuổi. Ông vừa là thiền sư, vừa là giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội và người vận động cho hòa bình. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã phối hợp kiến thức của ông về nhiều trường phái thiền khác nhau cùng với các phương pháp từ truyền thống Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Những nhận thức sâu sắc từ truyền thống Phật giáo Đại Thừa và một số phát kiến của ngành tâm lý học đương đại phương Tây để tạo thành cách tiếp cận mới đối với thiền. Ông cũng là người đưa ra khái niệm Phật giáo dấn thân trong cuốn Việt Nam Hoa Sen Trong Biển Lửa. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo John Malkin hơn một thập niên trước, thiền sư Thích Nhất Hạnh giải thích về Phật giáo dấn thân như sau: khi bom dội lên đầu chúng sinh, bạn không thể ngồi trong thiền viện. Thiền là nhận thức về những gì đang xảy ra, không chỉ bên trong mà còn xung quanh cơ thể và cảm xúc của bạn. Phật giáo phải gắn liền với cuộc sống thường nhật, với nỗi đau của bạn và những người xung quanh. Năm 1956, Thích Nhất Hạnh làm tổng biên tập của Phật giáo Việt Nam, tờ báo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thập niên 1960, ông lập nên trường Thanh niên Phụng sự Xã hội, SYSS, một tổ chức từ thiện giúp dựng lại các làng bị đánh bom, xây dựng trường học, trạm xá và hỗ trợ những gia đình vô gia cư sau chiến tranh ở Việt Nam. Ông cũng là một trong những người thành lập Đại học Vạn Hạnh, trường tư thục danh tiếng, tập trung nhiều nhà nghiên cứu về Phật giáo, văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam. Trong một buổi gặp mặt vào tháng 4 năm 1965, đoàn sinh viên trường Vạn Hạnh đưa ra lời kêu gọi vì hòa bình, với nội dung chính thức là thúc giục hai miền Nam Bắc tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh và đem lại cho người dân Việt Nam cuộc sống hòa bình, tôn trọng lẫn nhau. Năm 1961, ông sang Hoa Kỳ để giảng dạy tôn giáo ở Đại học Princeton, và năm tiếp theo, ông tiếp tục giảng dạy và nghiên cứu Phật giáo tại Đại học Columbia. Gắn cuộc đời với các hoạt động vì hòa bình. Cuộc đời Thích Nhất Hạnh gắn liền với các hoạt động vì hòa bình. Tháng 6 năm 1965, thiền sư viết thư cho nhà hoạt động nổi tiếng Mỹ Martin Luther King Jr. để kêu gọi ông công khai chống lại chiến tranh Việt Nam. Một năm sau, hai người lần đầu tiên gặp nhau tại Chicago thảo luận về hòa bình, tự do và cộng đồng. Trong cuộc họp báo sau đó, King đã phản đối mạnh mẽ chiến tranh Việt Nam. Cũng trong năm này, thiền sư Thích Nhất Hạnh nhận được ấn khả từ sư phụ chân thật và trở thành một vị thiền sư và nhà lãnh đạo tinh thần của chùa Từ Hiếu. Đồng thời, ông cũng thành lập dòng tu Tiếp Hiện trong năm. Năm 1967, King đề cử thiền sư cho giải Nobel Hòa Bình, nhưng năm đó không được trao giải. Thích Nhất Hạnh cho biết, ông đã không thể tin nổi khi nghe tin King bị ám sát vào năm 1968. Tôi nghĩ người Mỹ đã tạo ra King, nhưng lại không bảo vệ được cho ông ấy. Tôi có chút tức giận vào thời điểm đó. Tôi không ăn không ngủ, nhưng quyết tâm làm việc, xây dựng cộng đồng vẫn tiếp tục. Thiền sư Thích Nhất Hạnh sau đó tiếp tục đi khắp nơi, truyền bá thông điệp hòa bình và từ bi
vận động các nhà lãnh đạo phương Tây tác động đến chiến tranh Việt Nam và trở thành nhà lãnh đạo phái đoàn Phật giáo tại Paris Peace Talks vào năm 1969. Sau này, vào tháng 5 năm 2013, trong một buổi diễn thuyết kéo dài 3 giờ tại sân vận động ở Hàn Quốc, Thiền sư đã bàn về mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Vũ khí hạt nhân là một trở ngại đối với mối quan hệ tốt đẹp giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. Nó phản ánh nỗi sợ hãi, tức giận và nghi ngờ của Triều Tiên, bởi nếu không, họ đã không xây dựng vũ khí hạt nhân. Vì hòa bình, điều cơ bản cần làm không phải việc loại bỏ vũ khí hạt nhân, mà là loại bỏ đi nỗi sợ hãi, tức giận và nghi ngờ trong mỗi con người. Thích Nhất Hạnh khuyên các chính trị gia nên học theo con đường của Phật giáo để giúp ích cho đàm phán và hòa giải. Người thành lập Trung tâm Làng Mai. Vào đầu những năm 1970, Thích Nhất Hạnh là một giảng viên và nhà nghiên cứu Phật giáo tại Đại học Sorbonne, Paris. Năm 1975, ông thành lập cộng đồng Sweet Potato gần Paris. Vào năm 1982, cộng đồng này di chuyển đến một khu vực rộng lớn hơn ở phía tây nam của nước Pháp, nơi thanh bình và tuyệt đẹp đó được gọi là Làng Mai hay Đạo Tràng Mai Thôn. Ở đây ông tiếp tục giảng dạy, viết sách và làm vườn. Lúc đầu Làng Mai chỉ có khoảng 30 nhà sư, nữ tu, nhưng hàng ngàn người trên thế giới gọi đây là nhà. Chỗ ở có sẵn cho những du khách tìm kiếm sự cứu trợ về tinh thần, cho những người tị nạn hoặc cho các nhà hoạt động cần nguồn cảm hứng. Làng Mai tập hợp nhiều dân tộc, chủng tộc, tôn giáo và giới tính khác nhau nhằm trân quý giây phút hiện tại, ý thức sâu sắc và trân trọng cuộc sống. Thiền sư Thích Nhất Hạnh gọi đây là nơi trú ngụ của sự hòa hợp, hòa bình và đa dạng sắc tộc. Trung tâm thực hành chánh niệm ở Làng Mai cung cấp các khóa tu đặc biệt cho các doanh nhân, giáo viên, gia đình, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, các nhà tâm lý trị liệu, các chính trị gia, thanh niên, cũng như những cựu chiến binh và cả người Israel và người Palestine. Làng Mai chào đón mọi người ở mọi lứa tuổi, nguồn gốc và niềm tin, ở những nơi ẩn náu, nơi họ có thể học tập các phương pháp như ngồi thiền, ăn thiền, thư giãn tổng thể, thiền định, mỉm cười và hít thở. Đó là tất cả các thực hành Phật giáo cổ xưa, phương pháp mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đơn giản hóa và phát triển để áp dụng một cách dễ dàng, mạnh mẽ vào những thử thách và khó khăn của thời đại chúng ta. Hiện nay chỉ có khoảng 200 tu sĩ ở lại quanh năm học Phật giáo, làm việc để giúp đỡ cho những chúng sinh, chăm sóc hơn 1.200 cây mai, trồng trọt kiếm tiền gửi thuốc về Việt Nam. Hàng năm vào mùa hè, cộng đồng mở cửa cho công chúng và đón rất nhiều du khách đến tham quan và thiền hành trong vòng một tháng. Làng Mai nhấn mạnh về các kỹ năng học tập để đưa chánh niệm vào cuộc sống hàng ngày, thực hành gia đình là trung tâm và trẻ em được khuyến khích tham gia tất cả các hoạt động, bao gồm thiền định, lễ chay và đàm thoại Pháp. Tinh thần của Làng Mai được vẽ bằng dấu gỗ chạm khắc bên cạnh con đường thiền hành. Tâm trí có thể đi theo hàng ngàn hướng, nhưng trên con đường tuyệt đẹp này, tôi bước đi trong hòa bình, với mỗi bước hoa nở. Phổ biến phong trào chánh niệm ở phương Tây. Hạt giống tư tưởng mà Thích Nhất Hạnh gieo cho người dân phương Tây là hai ý niệm từ bi và tỉnh thức. Có thể nói rằng, phong trào chánh niệm mindfulness vốn đang lan tỏa trên nhiều bình diện văn hóa và tâm lý hiện nay ở Âu Mỹ, được khởi động và phát huy bởi thiền sư. Tính ưu việt của tư duy đạo học và triết học chánh niệm mà Nhất Hạnh truyền bá là khả thể vươn thoát khỏi tư tưởng nhà Phật truyền thống, vốn đã từng mang nhiều sắc thái tôn giáo huyền bí. Nhất Hạnh không những chỉ là một tu sĩ Phật giáo, mà là một triết gia tỉnh thức, đã thành công trong việc kiến tạo hệ thống tư tưởng tâm lý học và đạo học mới bằng một hệ quy chiếu và tiêu chuẩn tư duy hiện đại. Với một thể loại ngôn từ cập nhật mang bản sắc thực nghiệm, tư tưởng Nhất Hạnh đã thẩm thấu sâu sắc vào tâm lý cũng như ý thức con người Âu Mỹ hiện nay. Khi các thế hệ trí thức trẻ cấp tiến Âu Mỹ từ bỏ tôn giáo truyền thống của cha ông, họ đã đi vào một khoảng trống sâu và lớn ở năng lực tinh thần. Khi mà triết học Tây Âu này đã khô cạn hết niềm hứng khởi siêu hình mà chỉ còn loay hoay với phân tích ngôn ngữ, thì Nhất Hạnh đã mang đến cho khối nhân loại đó một bát nước chánh niệm đơn giản và tươi mát, nhưng không thiếu chiều sâu về bản thể và nhận thức luận. Từng xuất bản hơn 100 cuốn sách. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã xuất bản hơn 100 quyển sách về thiền định, chánh niệm và Phật giáo, trong đó hơn 40 cuốn bằng tiếng Anh. Ông cũng thường xuyên có những bài viết trên tạp chí Order of Interbeing,
cũng như các bài thơ, những câu chuyện về trẻ em và các bài bình luận về các văn bản Phật giáo cổ. Ông đã bán được hơn 3 triệu cuốn sách ở Mỹ. Một số tác phẩm nổi tiếng nhất bao gồm Being Peace, Peace is Every Step, The Miracle of Mindfulness, The Art of Power and Anger. Dù đã lớn tuổi, sức khỏe có phần suy giảm, nhưng với ý chí mạnh mẽ của một hướng dẫn viên tinh thần thế giới, thiền sư đã viết hơn 75 quyển sách văn xuôi, thơ và cầu nguyện. Hầu hết các tác phẩm của ông đều hướng về độc giả Phật giáo. Nhưng lời dạy của ông thu hút đông đảo mọi người. Trong ít nhất một thập kỷ, thiền sư đã thăm viếng Hoa Kỳ liên tục trong thời gian đó. Sau mỗi chuyến đi, ông lại thu hút được rất nhiều người theo con đường của mình, chánh niệm và hòa bình. Sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh được xuất bản bởi nhiều nhà xuất bản như Parallax Press, Penguin Riverhead Publishing, Beacon Press, Bantam Books. Người đọc có thể mua sách tại các hiệu sách như Barnes & Noble, Borders hoặc mua trực tuyến trên parallax.com hay amazon.com. Sách của thiền sư có sẵn tiếng Pháp, Đức, Ý, Nga, Hà Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Việt Nam. Trở về nguồn cội. Năm 2005, Thích Nhất Hạnh quay về Việt Nam sau hành trình dài ở nước ngoài. Năm 2007, ông một lần nữa cùng phái đoàn Phật giáo quốc tế thuộc Tăng Thân Làng Mai trở về nước để tổ chức các khóa tu, các buổi pháp thoại gặp gỡ các tăng ni Phật tử ba miền. Đầu năm 2007, với sự đồng ý của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông tổ chức ba trai đàn chẩn tế lớn tại ba miền Việt Nam, gọi là Đại Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan, cầu nguyện và giải trừ oan khổ cho tất cả những ai đã từng gánh chịu hậu quả khắc nghiệt của chiến tranh. Dù đã qua đời hay còn tại thế, không phân biệt tôn giáo, chính trị, chủng tộc. Năm 2014, sức khỏe thiền sư giảm sút nhanh do bị đột quỵ. Tháng 1, 2016, sau hơn một năm phục hồi chức năng, Thích Nhất Hạnh trở về Làng Mai. Mặc dù bị tê liệt một phần nhưng ông vẫn tiếp tục cống hiến cho Làng Mai. Thiền sư tham gia vào các hoạt động thiền hành, đi bộ ăn chay và các nghi lễ mà trước khi khỏe mạnh ông vẫn thường làm. Kể từ tháng 10, 2018, khi về lại tổ đình Từ Hiếu, Thích Nhất Hạnh thường đi dạo trên xe lăn quanh khuôn viên tổ đình, thăm chánh điện, tháp tổ hay cùng đại chúng đi thiền hành quanh hồ Bán Nguyệt. Khi sức khỏe cho phép, ông còn tham dự các lễ giỗ tổ cũng như có mặt cho các đệ tử và thiền sinh từ khắp nơi trên thế giới về thăm người. Tuy nhiên, khi đại dịch Covid bùng phát vào đầu 2020, chùa Từ Hiếu phải tạm đóng cửa và tăng thân ở đây đã hết sức giữ gìn để bảo vệ sức khỏe cho sư ông. Từ tháng 9 năm 2020, vì tuổi tác và bệnh tật nên sức khỏe của sư ông yếu đi nhiều. Mặc dù vậy, người vẫn giữ được tinh thần sáng suốt và mạnh mẽ. Thích Nhất Hạnh trong tâm tưởng những nhà tri thức. Với những hoạt động không ngừng nghỉ của mình, thiền sư Thích Nhất Hạnh trở thành nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây, chỉ sau Đạt Lai Lạt Ma. Trang tin Huffington Post hồi cuối 2012 gọi thiền sư Thích Nhất Hạnh là con người điềm đạm nhất thế giới. Oprah Winfrey, người dẫn chương trình truyền hình Mỹ, từng có cuộc phỏng vấn Thích Nhất Hạnh vào 2009, ca ngợi những chỉ dạng của ông có tác dụng truyền cảm hứng cho mọi người. Từ Jack Kornfield, nhà văn nổi tiếng, đến Jim Yong Kim, nguyên chủ tịch Ngân hàng Thế giới, đến Mark Benioff, nhà sáng lập công ty Salesforce, là những học trò lừng danh của Nhất Hạnh. Họ không phải là những đệ tử theo truyền thống thầy trò cũ. Họ đến với Nhất Hạnh trong tinh thần tư duy và đạo lý duy lý và tỉnh thức. Như bà Elizabeth Gilbert, một nhà văn Mỹ đã phát biểu về Nhất Hạnh rằng, nhà sư vĩ đại người Việt Nam, nhà thơ và sứ giả hòa bình, người đàn ông Việt Nam nhỏ nhắn này đã thu hút chúng tôi vào sự tĩnh lặng của ông. Hay có lẽ chính xác hơn nếu nói thầy đã đưa từng người chúng tôi vào trong sự yên tĩnh của chính mình, và đấy là lý do ta tìm đến sư phụ, với hy vọng là công đức của thầy sẽ soi rạng cho ta. Đến với từng người, từng cá nhân, từng nhóm nhỏ, hay với những khóa giảng cho cả ngàn người, từ hơn nửa thế kỷ qua, Nhất Hạnh đã đi khắp địa cầu, gõ nhẹ từng tiếng chuông, gieo hạt giống tỉnh thức cho nhân loại. Từ nay, lịch sử tư tưởng và triết học Tây Phương và thế giới đã ghi thêm tên một nhà đạo học tiên phong, một con người đến từ Việt Nam, mang tên Thích Nhất Hạnh. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha!